bộ này để con lần trước đi, bộ này là giống chị mình lắm. Bộ này bây giờ mình sẽ bóc ra nha, mình sẽ bóc những cái thứ mà xem mon nha, mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nha. Một bé xe mon đấy các bé.
của bé Selma là của bạn bạn của mẹ ấy. Xem cả nó ở đây nhé này. Wow, lại là một bé cún. Xin chào các trở ra về nhá, lần sau chị lại báo tiếp nha. Chị có mấy con này, các bé thử đếm đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 con. Bye bye, tạm biệt các bé.